lại đòi mẹ đi chợ một buổi nữa, cũng phải hết tiền trăm của mình. Chưa dậy. Nó báo hôm nay ấm rồi, mai lại đâu ấm như này đâu. Nó báo hôm nay ấm hơn ngày mai đấy. Xong phải 2-3 hôm nữa mới có nắng cơ. Nắng nhưng mà lại rét, nắng nhiệt độ không cao. Tức là có ánh nắng thôi. Hôm nay nó báo còn lên được 18 độ cơ mà. Mắt giờ cứ ông ấy kém rồi. Mình thì bây giờ so với trước mắt còn hơi đảo kém hơn một tí. Tí thì đấy kém đi nhiều ấy, cứ xem điện thoại mắt còn kém đi nhiều ấy. Tao mày thấy thôi, nhưng mà tao thấy mắt tao cũng kém đi nhiều. Chủ đi đi mẹ gọi điện gì cho mình rồi thấy mình nằm ở giường ạ. Mày ốm à, mà đi mẹ mày chỉ chắc chỉ mong bố mà muốn bố mày ốm như vậy rồi. Cười cả. Có hôm mình nghỉ ở dưới vườn mình lên làm việc. Hắn là ui chà. Này ừ. Mày yếu gì. Mày yếu con vợ thằng chủ nó khỏe thật, con nghi khỏe thật. Các bạn bọn nó ở trên đấy trước nó lao động nhiều. Không phải mà gia đình nhà nó là gia đình cơ bản rồi. Bố mày phải kiếm được một con vợ dân tộc về mới làm kịp.